trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Bước nhảy ngàn cân thì nó là một cái chương trình rất là thú vị vì mình không có chấm mấy cái tiết mục của dancer chuyên nghiệp. Mấy bạn thí sinh cũng có dancer chuyên nghiệp hỗ trợ, nhưng mà cái đặc biệt là mình muốn tập trung về cái cơ thể của thí sinh. Và John Wee luôn luôn thích mấy cái chương trình nhảy và chương trình hài hước và chương trình giải trí, và đây là một cái chương trình có tất cả mọi thứ trong một. Thì mình thấy thí sinh trong mùa 2 nhảy tốt hơn mùa 1. Nói thật nè, mùa 1 thì thí sinh cũng rất là tài năng, rất là dễ thương, rất là duyên. Nhưng mà mùa 2 trong mấy phút lúc mình được gặp thí sinh và xem cái bài, John Wee thấy mấy cái động tác nó rất là khác với mùa 1. Động tác và kỹ thuật và cái cách biên bài của mấy bạn biên đạo, mấy bạn dancer chuyên nghiệp biên đạo cho các thí sinh. Trong cái tập đầu tiên đó, nhiều màu, nhiều chất lượng. Mình nghĩ nếu mà mình bất ngờ về cái tài năng của thí sinh năm nay thì mình biết chắc chắn là khán giả sẽ rất là bất ngờ luôn. Chúc các bạn thí sinh thành công và đốt nhiều mỡ, mất nhiều calo và đẹp. Không còn lời gì để diễn tả, thưa quý vị. Và bây giờ chị cảm thấy là dễ. Sau một
tuần là sống trong nhà chung thì mình là cảm giác là đói mệt nữa nhưng mà là vui bởi vì là lần đầu tiên là mình sống cả là nhiều bạn cũng vui như vậy. Khánh và tất cả các bạn thí sinh sẽ cống hiến cho mọi người một bài nhảy tốt nhất và hoàn hảo nhất. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ tất cả các thí sinh của bức tranh cao nhất. Mình tên là Tố Tố, năm nay mình 22 tuổi, bạn bè tôi gọi mình là Tố Béo. Sở thích của mình đó là đi nghe nhạc, ăn, ngủ. Chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn, năm nay mình 26 tuổi. Hiện tại thì mình đang làm designer. Sở thích của mình thì là vẽ, nhảy, ca hát và mình sợ thì có hơi lên cơn một chút nhưng mà không sao. Mình cảm thấy rất là vui buổi tối hôm nay đang ở đây. Hy vọng là mọi người sẽ cùng vote cho mình nhé. Xin chào tất cả các bạn. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.